Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiền. Hôm nay Tiền sẽ làm món rau câu đậu nành nha cả nhà. Cho nguyên liệu 100g đậu nành, ngâm 1 tiếng rưỡi, luộc 30 phút. Cho vào cối sinh tố xay nhuyễn, dừa nước đồ luôn là 1 lít nha. Bây giờ mình đổ ra cái khăn lược nha. Cả nhà có giải mùng lược cũng được, bên mình không có giải mùng. Cái bọc này nó dày quá, mình dắt hơi mệt đấy nha cả nhà. Và nhớ để vào đây một chút muối nha, một chút thôi. Mình sẽ dắt cái đậu nành này lấy nước nha nhà, bỏ sát. Dùng hết nội công để dắt cái bịch đậu nành này nha. Tiếp theo, mình cho 9g rau câu vào nha. Quậy cho tan đều, hỗn hợp hòa tan với nhau. Nhà mình không có vani bột nên mình dùng vanilla. Hương vị cũng thơm, loại này để uống cà phê cả nhà. Cái này bỏ vào nó cũng thơm lắm nha cả nhà. Mình để vào 3 muỗng là 60cc. Trong này nó là nước đường nha cả nhà. Mình cho thêm 1 muỗng đường cắt trắng vào nha. Bây giờ mình cho vào nồi nha. Cho vào nồi xong, mình sẽ dặn lửa ghiêu ghiêu, lửa nhỏ thôi. Quậy từ từ. Khi rau câu sôi lên, mình hớt bột nha cả nhà. Giờ mình đảo đều thêm chút nữa. Khi tắt lửa mình mới để vanilla vào. Mình sợ để trước nó bay mùi hết cả nhà. Như khúc này mình quên bấm máy quay nghe cả nhà. Mình chuẩn bị một cái hộp. Rồi bây giờ mình cho ra hộp để mình có cái hộp vuông. Mình cho ra cái hộp vuông. Và mình để cái hộp này phía ngoài cho nó nguội lại rồi mình mới cho vào tủ lạnh. Giờ mình đã cho vào tủ lạnh được 3 tiếng rồi cả nhà. Mình gờ thử trên mặt thấy nó mềm và có độ dai giòn chứ không phải là dai lắm nha cả nhà. Rau câu đậu nành của mình đã thành công nha cả nhà. Để mình cắt ra thử nha cả nhà. Dai, giòn, mềm. Cắt miếng rau câu có độ dai và giòn. Nhà đậu nhiều quá chẳng biết làm gì. Để mình ăn thử. Mình ăn thử thì cảm nhận là có độ dai và giòn. Nếu như muốn béo và ngọt thì mình để thêm nước cốt dừa và đường là được nha cả nhà. Khẩu vị của mình không thích béo và ngọt. Thơm đậu nành nha cả nhà. Lúc trước thì mình đổ rau câu dừa, rau câu cà phê, rau câu sô-cô-la, trái cây đâu. Bây giờ mình làm thử rau câu đậu nành này, thấy cũng được nha cả nhà. Làm đậu nành thì nó không béo như nước cốt dừa nha cả nhà. Lần đầu tiên mình làm thử mà thành công nha. Video của Tiền đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video này. Quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn yêu thương Tiền thì cho Tiền xin một like và một đăng ký, rung chuông cho Tiền có thêm động lực làm video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe.